Chào các ba, tôi là Nguyễn Thị Lam. Hôm nay tôi sẽ vào bếp với chiếc nồi hoàng hậu để nấu cùng các bạn món ăn có tên gọi là cá nấu măng chua. Nguyên liệu để chuẩn bị cho 4 người ăn hôm nay, tôi chuẩn bị 1 kg cá chép đã thái khúc, 3 lạng măng chua, 3 quả cà chua, một chút thì là bột canh, bột ngọt, hành, mùi tàu, rau ngổ và một số rau thơm và vị khác, dầu ăn, nước mắm, nước. Để chế biến món này, trước hết chúng ta bật bếp lên. Bật bếp lên. Cá tôi đã làm sạch. Cá tôi đã làm sạch này, thái khúc và ướp gia vị và gừng vào rồi. Và bật bếp lên. Chúng ta sẽ cho một chút dầu ăn. Cho một chút dầu ăn thôi. Thêm dầu ăn là để cá lên vào. Chúng ta cho chút dầu ăn vào. Đợi dầu ăn nóng lên thì chúng ta sẽ thả cá vào để chiên vàng. Đây là cá chép. Tôi đã được sơ chế. Tôi sơ chế rồi. Thái khúc, ướp, gừng, bột nêm cho vừa cá. Bây giờ chúng ta sẽ chiên cá. Đây là chiếc nồi hoàng hậu của công ty Amway. Nó có tính năng là giúp cho thực phẩm nấu ở trong nồi này chín đều, bởi vì nhiệt lượng nó tỏa đều trong chiếc nồi này, làm cho thức ăn chín rất đều, giữ nguyên hương vị, màu sắc, chất lượng của sản phẩm. Mùa hè này mà chúng ta được ăn món cá nấu măng chua này thì vị nó rất là thanh mát. Nó có độ chua của măng, nó có vị ngọt của cá, giúp cho chúng ta ăn rất là ngon miệng. Cái nồi này có gì đặc biệt này chị nhỉ? Có mấy công nghệ được chọn? Cái nồi này thì là được chế tạo bằng 7 lớp thép không được gì, và có 2 công nghệ rất là tiên tiến. Đó là công nghệ Vantalop và công nghệ Tottiken. 2 công nghệ này sẽ giúp cho nhiệt lượng ở trong nồi tỏa đều, làm chín đều thực phẩm và giữ nguyên hương vị, màu sắc và vitamin của thức ăn. Và khi nấu chúng ta thấy nó không bị bốc hơi lên. Nên bếp chúng ta sẽ không bị bẩn, rất là sạch. Chuẩn bị cho ngon quá anh vào. Ngon quá. Chín rồi, sắp đến món cá nấu măng chua đã sắp xong rồi. Món cá nấu măng chua sắp xong rồi. Nhà ơi, chúng ta cả nhà chuẩn bị đây. Chúng ta cho thiệt là chút một nửa thôi. Thôi nhiều thiệt là cho một nửa. Đảo đều đi chị, bắt đều. Chúng ta không đảo, không động vào cá nhá, không động vào cá, không làm nát để cá. Tránh nát cá. Tránh nát cá đây. Ngon nhìn quá. Rồi. Sau khi tôi nấu là cá vẫn nguyên miếng đây. Đó. Hay là món canh cá nấu măng chua, mời cả nhà. Rồi, cảm ơn.